Bây giờ mình sẽ ăn lẩu gà ớt hiểm nha cả nhà. Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Mình với mẹ sẽ vô vườn hái ớt hiểm. Đặng ngày hôm nay sẽ làm lẩu gà ớt hiểm theo yêu cầu của mọi người đây. Không có trái gì nhiều chưa? Chào cả nhà. Hôm nay nấu lẩu gà ăn các bạn ơi. Giờ hái hiểm đây cây với vườn nữa. Đúng rồi, mấy cây quá trời mà nó mưa quá làm như nó chịu nổi, nó chết rồi. Này là mình sẽ nấu lẩu gà ức hiểm mình ăn thôi. Cái ớt mini vậy chứ trái dữ lắm. Còn về mẹ chừa lại hả? Mấy cái bông này mẹ chừa lại hả? Ngon. Mấy trái nào thì này của mẹ cũng chừa lại luôn. Ngon quá. Ngon quá, chừa lại mốt hay nữa. Gà mà con nó quý là còn quế thơm kìa. Nghèo bay tới đâu. Gà ớt hiểm thì mẹ em nói ăn với mì nó mới ngon, cho nên em mua một bịch mì. Mua thêm 40.000 bò viên nữa nha cả nhà. Còn cái này người ta nói là rau bó xôi, súp lơ gì ăn rất là ngon, cho nên là em mua 10.000. Một lọn cải trời nha. Này một lọn cải trời. Một lọn mùng tơi, với lại mua thêm mấy trái mướp nữa ăn vô cho nó ngon nha. Sẽ ướp thịt gà nha cả nhà. Mình cho vô đây là 2 muỗng đường nha. 1 muỗng bột ngọt thôi. 1 muỗng hạt nêm. Nửa muỗng muối thôi. Một xíu nước mắm thôi nha. Ăn xíu tiêu. Mình sẽ trộn lên cho nó đều thấm gia vị cho nó ngon nha. Chuẩn bị mình sẽ nấu nước lẩu thôi. Bỏ vô luôn. Ôi, cô sẽ vàng, cô cho thịt gà vô luôn nha. Xong tôi cho nước vô. Ủa, cái này nấu chung với rượu được không? Gà đó đó. Vậy mình đi giật một chén rượu. Rau này á, người ta nói ăn ngon lắm cho nên mua thử, thấy nó giòn ngon thiệt luôn á. Mẹ thì đang gọt đu đủ. Hổm gà bán bánh tét sao ăn cũng ăn bánh tét quá trời luôn, mà sao bữa nay thấy nhìn con ốm quá vậy ta? Mẹ, sao thấy cái mặt con mớp vô dữ vậy ta? Bữa giờ con ăn bánh tét quá trời luôn đó, giống như ngày qua là con muốn ăn một đòn bánh tét mỡ luôn rồi đó. Mà bữa nay con vẫn thèm bánh tét mỡ nữa nha mẹ. Lạc mồng tơi xong rồi, bây giờ mình sẽ rửa cải trời với bông bí chung luôn nha. Đây, quá trời rau hấp dẫn rồi cả nhà ơi. Trời ơi, bông bí này ha, cũng hơi cắt cũng hơi héo héo chút. Miếng muối đi mẹ ơi. Cái này giờ người ta trồng hút sâu hút ơ không. Mướp này là non mướt luôn á, sáng trong bột mủ người ta chưa lấy ra nữa là mình đã lại lựa rồi đó. Còn cái này là mua thêm mấy tay nấm bỏ vô cho ngọt, nhưng mà gà của mình nó cũng đã ngọt rồi á cả nhà. Gà thấp chín rồi, cô cho trái rũ vô cho nước ngọt.
Ngọt quá chị, ngọt rồi. Ngọt quá rồi mà còn thêm cho ngọt nữa, với bò giò viên luôn. Nguyên con gà nồi của cô. Bỏ nấm cho ngọt nha. Mắc. Cho hết luôn ha. Bây giờ mình sẽ ăn lẩu gà ớt hiểm nha cả nhà. Đúng rau vô luôn. Cô sẽ bỏ rau vô ăn ăn thôi. Hello, chào cả nhà. Các bạn ơi, con cháu chung nước nồi nước. Hôm nay cô với dì Nhiên nấu lẩu gà hiểm xong nè, mời cả nhà nha. Các bạn con cháu chung nước nồi nước thưởng thức cái món lẩu gà hiểm này với mì với cô với dì Nhiên nha. Mời cả nhà ăn nha. Chà, đây con gắp cho. Thôi được rồi. Cha mình đang mùng cỏ mà kêu cha mình vô ăn cha cũng hỏng vô ăn. Con gắp cho. Thôi để tôi. Cha rửa tay vô ăn cha. Mì nhà ăn không nó cũng có gia vị nha. Quả rau. Rau sẽ chín. Mời cả nhà nha. Thôi đừng ăn mướp liền nha. Rụng răng. Rụng răng á. Thôi. Quá nóng rồi. Rau mà cũng muốn rụng răng nên nó mướp. Quá nóng rồi. Ôi trời ơi. Bình tĩnh, từ từ bình tĩnh. Nóng hổi giờ thổi giờ ăn các bạn. Quá. Nóng. Con chó khỉm trời ngon. Trời đứng gió luôn á. Cố cay cay ăn mới ngon. Ông nội nóng. Ừ. Có hành phi vô nó thơm ngon quá ha. Dài quá. Ừ, kèo. Ở ngoài ở đây. Phải là mua. Phải là mua.
bỏ bở ra ngoài đây nè. Này cũng nấu hồi cũng mềm xèo à. Miếng bông bí. Wow. Tôi cà la vời. Thích nhất là ăn rau cải trời. Quá cục ớt trong đó nữa rồi đó. Đấy. Hấp cục bò viên vô là muốn vụn rồi hai hàm răng. Quá gà quá ngọt. Cái này mẹ nấu ngon thiệt luôn á. Không mấy mẹ mở quán nhậu đi mẹ. Này chắc đắt dữ á. Dễ sợ quá. Chua chín mà mình thể mình ăn chín thì không sao đó. Ok, một cái rau nó chua chua không có chuyện kìa. Hôm nào họ nấu canh á. Múc sát về mau chín khúc lâu. Mẹ không thấy mẹ lấy thịt ăn luôn á. Nè cho mẹ cục này, mẹ rất thích cục phát trâu. Trời ơi nó nục, nó đổ mồ hôi á trời, ướt đồ hết luôn à. Có lẽ nào bỏ số 5 bỏ lên. Có thể có ông rời nay tới. Không mười rưỡi rồi ra. Quá trời ngon mà kêu cha ra không ăn. Quá rồi không có lưỡi à. Uống nước vô. Không có lưỡi rồi phải uống nước dừa vô. Nóng mà cái phỏng cái lưỡi á, cái mẹ biết làm sao không? Uống nước dừa lạnh vô cái lưỡi nó săn 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 lại luôn. Ăn mà mùi hôm mà cười nó ướt mình lúc nãy luôn.
Ngon thiệt á. Đây có trái khỉ nè. Út coi à. Bá cháy luôn. Gai ăn mới ngon. Phải ăn lẩu gì mà có rau nhiều vậy á. Ngọt nha. Từ thịt nó ngon, từ xương. Ăn miếng, gắp miếng đu đủ ra này xíu à. Phải ăn bò viên. Quá ngon ha. Húp mấy miếng nước lẩu tới đâu mà hôi nó tuôn tuôn tới đó luôn á trời. Nó quá là đã luôn. Trời này vừa ăn lẩu mà vừa giảm cân nữa. Ăn vô cái mồ hôi nó tuôn ra hết trời. Quá. Trời làm vậy á. Thí dụ khi trời chưa mưa không? Ngày hôm qua cũng vậy nè, mà xúc lúa vô. Ừ. Mẹ ơi, tới chiều không có mưa. Lâu lắm rồi mình mới nấu lẩu gà lại phải không mẹ? Hồi nào ta, lần gần nhất là hồi nào? Lâu lắm luôn rồi đó. Thì ăn với con ruồi bắt tiên. Phải không? Ăn rồi luôn. Ừ, đúng rồi. Hồi đó còn mập á hả? Hồi còn mập mập phải không? Thì ngồi bên đó. Nó ăn trong cái nồi. Mùi này ớt cay không mà. Trong cái lẩu á, nãy á, có kêu Tiên xuống ăn. Mà Tiên á, chúc chị ba đem về đây cho em ăn đi. À em hỏi, anh Vân đâu rồi? Nóng quá. Không thấy anh Tiên quay clip. Tiên ở nhà nha các bạn. Hổng ăn mía gãy cái răng rồi mắc cỡ không vô nha. Tưởng đâu anh Tiên đi biển nữa chứ. Kêu vô nghỉ ăn miếng thì không chịu. Dạ. Rồi em kéo qua cắt. Để bỡ cơn bóng lên cắt kêu cắt thôi. Mà cắt bếp mà. Quá trời. Ngon mẹ. Mời các bạn nha, một cục bò dò viên nha. Quá trời, con no quá trời. Con mệt quá rồi đó nha. Ăn hết hai miếng mướp này nữa là nghỉ á. Chết chà, cắn chung cho ớt hiểm mà. Nó cay ngon. À. Trời, tôi ăn 4 trái nè. Cái video lẩu gà cũng dài tới đây cô tạm dừng nha các bạn. Các bạn thấy cô mà làm món lẩu gà ngon, các bạn hãy đăng ký cho cô với Hiền Nhân like, đang có động lực làm nhiều món mới để cho các bạn xem nha. Yêu thương các bạn rất nhiều, các bạn nhớ ủng hộ mấy mẹ con cô luôn nha các bạn. Yêu thương các bạn rất nhiều, bye bye.